Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây linh sam 86 đã được ép chậu Nhật ha, và có dáng văn nhân rất là đẹp. Cây này nhỏ thôi nhưng mà cái bộ tàn của cây nó rất là già rồi nè. Dòng 86 này rất siêng bông ha. Có một vài cây dáng giống như cái cây này mà nó ra bông thì em có làm clip em quay cho mọi người xem rồi đó. Cây có thể chơi được cả hai mặt nè, mặt này chơi cũng rất là đẹp nè. Bộ tàn của cây nó rất là già và mịn rồi ha. Nó được thanh lắc rất là đẹp. Cây này về mình chăm sóc tốt rồi mình xịt thêm đầu trâu 701 mình kết bông cho nó ha. Đến Tết mình để bàn mình chơi uống chè cũng rất là đẹp. Đó, hai mặt mình đều có thể để ngắm cây được nè. Giờ rồi em xin giao lưu cây linh sam dáng văn nhân này với giá là 170.000 em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả.